Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 7145915311 5915311. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Thảo Yên. Hoàng Trung Thủy trở lại với tất cả quý khán giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới của ngày hôm nay, trở lại sau ngày lễ độc lập có gì lạ. Thế nhưng đầu tiên vẫn là thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Trời à, hôm nay, sáng nay đi đã nghe nói rằng trong vùng sa mạc thung lũng thì rất là nóng. Nhưng mà cuộn cam ở biển thì lại là mát, khoảng 70 độ thôi Thảo Yên. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó với lại 2-3 ngày tới chúng ta may là có cái lớp mà rain layer nó thổi vào, cho nên là nhiệt độ mát mẻ hơn. 23 độ thôi à. Xin lỗi quý vị, máy của em không biết tại sao nó nhảy qua độ C mà em không có convert qua được độ F. Cái khổ đó là Thảo Yên cũng thuộc lại người rất là sành máy, cho nên không có đổi được từ độ C sang độ F. Có một cái function mà chúng tôi không có kịp làm, cho nên quý vị tạm thời theo dõi nhiệt độ C như ở Việt Nam. Dạ. Chương trình này dành cho khán giả Việt Nam theo dõi thời tiết. Dạ vâng. 23 độ C. Thì hồi nãy anh nói là trung bình 70 vâng, độ đi quý vị. Vâng, 70 tới 70-80 độ ở trong, chẳng hạn như ở Fulton Anaheim là chắc khoảng trung bình là 80 độ. Dạ. À, rồi thấy là 2-3 ngày sắp đến đó cũng quanh quẩn đâu 23 cho đến 25, nghĩa là nhích lên có 2-3 độ thì chắc là 72-73. Nhìn chung là cái tuần này vẫn còn mát mẻ, có gió nữa thưa quý vị. Cho đến họ nói là hết cái tuần này đó thì cái lớp marine layer nó thổi đi, cho nên là sẽ nóng lên đến khoảng 78-80 mấy độ tại quận Cam. Mùa hè mà tháng 7, tháng 8 nóng nhất. Trong khi đó tình hình tài chính ngày hôm nay diễn biến như thế nào? Giới đầu tư lại chờ đợi cái Munich, có nghĩa là những điểm đáng chú ý mà Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ đưa ra. Ai cũng biết sẽ tăng phân lời, nhưng mà tăng khi nào, cái điểm như thế nào. Và cái Munich này cũng có nghĩa là một cái điểm mà Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ cho biết định hình nền kinh tế của Hoa Kỳ, cũng như các báo cáo về công ăn việc làm, doanh thu, vân vân. Dow Jones xuống, sáng nay có lúc xuống gần 100 điểm, ngay bây giờ là xuống 93 điểm hơn. Nasdaq ngược lại lên gần 8 điểm, S&P 500 xuống gần 3 điểm thôi. Công trái phiếu 10 năm là 3,88, không có gì thay đổi. Công trái phiếu 10 năm cũng là phân lời định hình của các món nợ về địa ốc 15 năm hoặc là 30 năm. Ngược lại đó, công trái phiếu 2 năm thì lên tới gần 5%, 4,917 thưa quý vị. Giá dầu lên 1 đồng 41 sen. Và đây là một bản tin để cho thấy rằng Ả Rập Saudi không hề quan tâm đến chiến tranh Ukraine. Họ chỉ quan tâm đến quyền lợi và lợi nhuận từ dầu hỏa mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bộ trưởng năng lượng của Ả Rập đã tuyên bố nỗ lực cắt sản lượng dầu thô phối hợp với Nga, cho thấy có một cái sự thống nhất, một cái sự đoàn kết giữa Ả Rập và Nga. Và chúng ta thấy đó, cả hai quốc gia độc tài này tiếp tục phối hợp. Và điều này đó, Nga chưa biết được có lợi hay không có lợi, bởi vì Nga tuyên bố cũng cắt giảm 500.000 thùng mỗi một ngày. Ả Rập Saudi thì muốn cắt tới 1 triệu thùng. Và đó là lý do dẫn đến việc giá dầu tăng ngày hôm nay 71 đồng 17 sen. Vàng xuống 2 đồng 3 ở mức 1927 đồng 20 sen.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì mấy ngày cuối tuần vừa rồi đó, khắp nơi mọi người họ đốt pháo bông, tuy nhiên lại xảy ra một loạt những cái tai nạn, mà nặng nề nhất là một cái vụ mà chết một người phụ nữ và 9 người bị thương, và một cái căn nhà coi như là bị cháy rụi ở tại Michigan vào hôm tối hôm thứ hai, thưa quý vị. Thì đây là hình ảnh cái căn nhà đó ở tại quận Ottawa, phía Sở cứu hỏa của Ottawa cho biết là họ được gọi đến khoảng sau 11 giờ khuya. Thì lúc mà đến đó là cái vụ nổ này đã vừa mới xảy ra, cách đó 10-15 phút. Như quý vị thấy, cái căn nhà này coi như là nổ hết trơn. Và cái hình ảnh này đó thì là phía những cái người nhân chứng họ chụp được là cái gia đình này đó đang đem rất là nhiều pháo bông để ngay trước cửa nhà, thì họ chuẩn bị đốt, thì nhưng mà không biết là cái lý do vì sao mà một số cái hộp pháo bông đó ở trong nhà chưa kịp đốt, chưa kịp đem ra ngoài thì là nó gây nổ. Thì phía firefighters cho biết là khi mà họ đến đó là 9 người bị thương phải đưa vào nhập viện, nhưng mà có một người phụ nữ 43 tuổi, bà đã không có còn phản ứng nữa. Sở cứu hỏa rồi nhân viên cấp cứu họ làm đủ mọi cách hết, nhưng mà họ phải tuyên bố là bà đã chết ngay tại chỗ rồi. Bên cạnh đó thì có nhiều cái căn nhà hàng xóm với lại xe hơi của hàng xóm coi như là cũng bị bể cửa kính đồ này nọ bởi vì cái vụ nổ này. Rồi cũng một ngày trước đó, hôm Chủ nhật, thì ở tại Illinois rồi Indiana, lần lượt có 2 người đàn ông do đốt pháo bông, một cái đó là nó bị nổ vào mặt của người đàn ông ở tại Illinois. Rồi cái ông ở Indiana đó, thì ông này không phải là người đốt, ông ngồi ở trong xe xem, thì một cái trái pháo bông nó bay thẳng vào xe khiến cho ông bị thương. Và mới nhất là vào xin lỗi quý vị, vào tối ngày hôm qua ở tại miền nam của Los Angeles, thì một người đàn ông khoảng đâu 35 tuổi, các người nhân chứng nói là ông này ổng đem rất nhiều pháo bông, ổng đứng ở một cái ngã tư, ổng đốt một mình. Tuy nhiên một trong những cái quả pháo bông đó nó nổ ở trên tay của ổng, đến khi mà sở cứu hỏa họ đến đó là ổng bị mất cục mất một phần của cánh tay phải rồi. Thì bây giờ sở cứu hỏa nói là nghi ngờ cái người đàn ông này đó ổng đốt cái loại pháo bông lậu mua từ ở bên Trung Quốc, thưa quý vị. Và phần lớn pháo bông này cũng đến từ Mexico, nơi sản xuất pháo bông mà quý vị thấy nổ đùng đùng, có những cái quả mà nó nổ như là đại bác, nó ầm một cái luôn, thưa quý vị. Trong khi đó, tình hình ở tại Nga, đây là một cái bản tin breaking news để cho thấy những tin tức trong thời gian qua đồn đoán về số phận của tay trùm Wagner, tay trùm lính đánh thuê đó là Prigozhin đó. Nó hoàn toàn nó khác biệt. Không biết thực hư như thế nào, nhưng mà họ nói dựa trên một bản tin tiếng Nga. Đây là trang mạng của bản tin tiếng Nga đó. Và người ta nghĩa là sử dụng sang tiếng Anh. Được loan tải vào ngày 5 tháng 7, tức là ngày hôm nay. Thì trong bản tin bằng tiếng Anh đó, thì họ nói vào ngày 4 tháng 7, lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua, một chiếc xe BMW đời 7 và một chiếc xe Land Cruiser với nhân viên bảo vệ an ninh đã xuất hiện ngay trước Bộ An ninh của Nga, Federal Security Service Department. Đây là cơ quan mật vụ và an ninh của Nga ở vùng St. Petersburg. Trên xe là ai? Trên xe lại là Prigozhin. Thế thì những cái tin tức trong suốt những ngày qua, kể từ khi Prigozhin thực hiện một cái vụ phản loạn bất thành đó, và sau đó rút lui, thì nhiều người nói rằng Prigozhin đang sống lưu vong ở Belarus, được Tổng thống Lukashenko hỗ trợ. Rồi thì có tin nói rằng, mới đầu đừng tin những gì Putin nói. Putin thì tuyên bố rằng họ tha tội cho Prigozhin để đổi lấy là Prigozhin không tấn công vào thủ đô Moscow, đạt được các thỏa thuận này dưới sự đàm phán bên thứ ba là Lukashenko.
Lukashenko đứng giữa nói chuyện với Putin. Anh tha tội cho nó đi, nó sẽ không tấn công vào anh. Và có tin đồn thổi khác thì nói rằng bên phía Nga đó bắt tẩy được Prigozhin, có thể là biết được vợ con của Prigozhin sống ở đâu và có thể dùng nhân mạng. Tức là nói rằng nếu mà Prigozhin còn tiếp tục tấn công nữa đó là họ sẽ giết hoặc là bỏ tù gia đình của Prigozhin. Nhưng mà đó, tất cả chúng ta thấy lại là những tin đồn thổi. Và cái việc mà breaking news sáng ngày hôm nay, Prigozhin xuất hiện ở St. Petersburg lại càng đưa lên một cái câu hỏi lớn. Tại sao Prigozhin vẫn còn sống và được đi một cách thản nhiên tới một thành phố lớn thứ nhì của nước Nga như thế? Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 714-591-5311 591-5311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một bản tin breaking news, thế nhưng vẫn còn câu hỏi rất lớn, bởi vì chúng ta vẫn còn chờ đợi sự kiểm chứng thực hư như thế nào. Đây là bản tin của Ukrainska Pravda, một hãng thông tấn của Ukraine, thế nhưng họ dựa vào một bản tin của Nga. Đây là một bản tin của Nga ghi nhận, thì trên bản tin bằng tiếng Nga này, họ dịch sang tiếng Anh để chúng ta cùng đọc. Thì bản tin nói rằng Prigozhin đã đến St. Petersburg lấy lại súng bị tịch thu. Thế thì bản tin thì nói rằng khi mà cái vụ hai bên đụng độ nhau và dẫn đến cái cuộc phản loạn đó, thì cơ quan mật vụ FSB của Nga đã đến nhà của Prigozhin và lục soát. Trong lúc lục soát, họ đã lấy đi một số các cây súng. Thế thì ngày hôm nay, những cây súng này được trả lại cho y vào ngày 4 tháng 7 ở St. Petersburg. Thế thì có thật là Prigozhin sống ở Belarus trong suốt vài tuần lễ vừa qua hay không? Hay là y vẫn nhờn nhơ sống ở Nga như thường? Và có thật là Putin muốn triệt hạ Prigozhin hay là vẫn tiếp tục nuôi Prigozhin? Bởi vì y rất sợ, y đây là Putin đó. Bởi vì có bản tin nói rằng không đơn giản là có thể tiêu diệt được lực lượng Wagner. Wagner không chỉ hoạt động ở Nga, Wagner hoạt động ở châu Phi, ở các quốc gia khác, kể cả Venezuela nữa. Mà bây giờ Prigozhin là tay chùm của lực lượng lính đánh thuê Wagner, và trong tay của Prigozhin vẫn còn cả ngàn binh sĩ trung thành với y. Rồi có thêm tin là lính đánh thuê Wagner hiện nay đã chiếm được một cái tòa nhà hoặc là một cái nhà kho có vũ khí hạt nhân. Và cái tiêu diệt Prigozhin giờ đây đó có thể dẫn đến một cái vụ lật đổ cả Moscow nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta mới thấy được Prigozhin vẫn nhờn nhơ sống. Và y lại xuất hiện một cách nghĩa là hiên ngang, đi bằng hai chiếc xe có lính hộ vệ vô trong một văn phòng của cơ quan an ninh, bộ an ninh của St. Petersburg, lấy lại mấy cây súng, và thậm chí họ còn nói đó là cây súng này được trả lại là bao gồm hai cây Saiga rifles, súng trường đó, loại Saiga, rồi một cây rifle súng trường của Áo,
rồi một cây AR bán tự động, cũng như một số những cây súng trường và cây súng ngắn khác. Một lần nữa thưa quý vị, đây là bản tin chúng tôi gửi đến quý vị và còn nhiều cái sự ngờ vực. Mặc dù bản tin được Ukraine, Pravda ghi nhận bản tin tiếng Nga, nhưng mà chưa có một hãng thông tấn quốc tế nào kiểm chứng được. Và cái sự hiện diện của Prigozhin tại St. Petersburg đã nói lên điều gì? Có một cái sự thỏa hiệp giữa y với Putin, và điều này để cho thấy Putin hiện nay không dám làm gì y, cho dù y là kẻ đã thực hiện một cái cụ phản loạn trong thời gian qua. Và thưa quý vị, mặc dù cơ quan bưu chính của Hoa Kỳ USPS họ chưa có đưa ra giống như là cái lời cảnh báo về cái việc mà chúng ta gửi thơ, đặc biệt là cần phải gửi check ra ngoài đó, nhưng mà một cái tổ chức watchdog họ đã thống kê và cho thấy một cái lượng lớn những cái vụ mà ăn cắp mail từ những cái thùng thơ của USPS cho đến cái việc mà bây giờ đó, bọn cướp chúng ngang nhiên xách súng đi cướp những cái người nhân viên bưu điện khi mà họ đang làm việc, để mà chúng cướp những cái chìa khóa rồi đi đến một loạt những cái thùng thơ mà để ăn cắp thơ đó, nó tăng đột biến. Cho nên là cái tổ chức watchdog này họ cũng lên tiếng khuyến cáo, nói chung là bây giờ nếu như mà quý vị hạn chế được cái việc mà phải mail check gửi đi ra ngoài đó thì cũng nên cẩn thận. Còn nếu mà cần phải mail, không có gửi tiền online được, không có transfer được, thì cũng nên để ý những cái giờ giấc mà họ ghi trên những cái thùng mailbox đó, để hạn chế cái nguy cơ mà chúng ta bị ăn cắp check. Thì theo cái tổ chức watchdog này họ cho biết là đây là dữ liệu từ USPS họ đưa ra là vào tháng 10 năm 2021 cho đến tháng 9 năm 2022 thì có 412 nhân viên phát thơ bị cướp trong lúc đang làm việc, cái đó là nguyên một năm trời. Nhưng mà đến tháng 10 năm 2022 cho đến mới tháng 3 năm 2023 đó, là chỉ trong vòng có 5 tháng thôi, thì họ đã bị 305 nhân viên bị cướp, nghĩa là tăng rất là nhiều. Mới có 5 tháng thôi mà 305 nhân viên phát thơ bị cướp trong lúc mà họ đang làm việc. Chúng xách súng chĩa vào người ta rồi chúng lấy đi hết tất cả những cái thơ trong cái xe không nói, mà chúng đặc biệt là lấy luôn cái chìa khóa của những người này, rồi chúng đi hết dọc những cái thùng thơ đó, lấy luôn thơ ở trong đó. Rồi chưa kể là USPS cho biết là bây giờ xảy ra rất nhiều những cái vụ là chúng cứ đi đến những cái thùng thơ mà đặt ở đằng trước những cái USPS khi mà họ đóng cửa rồi đó, chúng check giống như glue hay là những cái thứ gì đó mà nó dính. Nhiều người họ không để ý khi mà họ cứ bỏ thơ vào đó là cái thơ nó không có rớt xuống cái thùng được, mà nó kẹt ở trên đó. Và thế là đến buổi tối chúng quay trở lại và chúng móc hết những cái thơ đó ra. Hoặc là đến buổi tối thì chúng đi đến những cái thùng thơ, tại vì bây giờ đó USPS họ chưa có thay đổi hết những cái thùng thơ cũ. Những cái thùng thơ cũ là vẫn dùng chìa khóa, thì chúng tối chúng đến chúng cắt cái mấy cái thùng đó đi và lấy hết thơ. Còn không đó thì bây giờ USPS họ nói là thường trên những cái thùng đó họ có ghi là cái giờ cuối ngày họ sẽ lấy hết thơ đi, là 5 giờ hay 6 giờ chiều gì đó, ngày thứ bảy là 3 giờ chiều. Thì nếu như quý vị phải bỏ mail đó, thì nếu mà sau những cái giờ đó thì đừng có bỏ, tại vì nó sẽ nằm ở đó qua đến sáng ngày hôm sau lận họ mới lấy, thì cái nguy cơ nó rất là cao. Và bên cạnh đó thì USPS cũng cho biết là thường đó chúng nhắm vào những cái lá thơ người ta gửi mail check ra, tại vì khi lấy được những cái check đó bây giờ nó có một cái loại chemical nó về, nó ngâm trong cái loại đó thì tất cả những cái chữ viết trên cái check đó là nó bong ra hết. Rồi sau đó chúng tự viết lại tên của người nào đó, rồi cái con số tiền vân vân. Rất nhiều người bây giờ đang rất là mệt mỏi vì những cái vấn đề mà check bị ăn cắp xong và trên đó là họ bị mất cái routing number đó thưa quý vị, rồi cái bank account vân vân, là kể từ đó là sẽ bị tiếp tục lấy cắp tiền ở trong account của mình. Và phía USPS thì họ nói là họ đã bỏ tiền ra mua mấy chục ngàn cái thùng thơ loại tối tân mới và sẽ từ từ thay thế những cái thùng cũ. Tuy nhiên một số các nhà lập pháp thì họ nói là như vậy vẫn chưa có đủ, thì họ muốn là bây giờ đó phía chính phủ phải đem trở lại những cái người họ gọi là post office officer, là lại cảnh sát đó thưa quý vị. Hồi xưa có, nhưng mà sau khi mà
USPS họ bị thua lỗ quá, họ có không còn cái ngân sách cho những cái người cảnh sát như thế nữa. Nhưng bây giờ các nhà lập pháp họ nói là cần phải đem những cái người đó lại, thì những cái người officer này sẽ đi cứ tuần tra xung quanh những cái khu vực mailbox đó, thì nó cũng hạn chế cái việc mà ăn cướp thôi như vậy. Khó khăn vô cùng. Chúng tôi tiếp tục với thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu, lẩu băng chuyền on you can eat, 714-591-5311, 591-5311. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Yên Hoàng trong tuần trở lại với tất cả quý khán thính giả. Vấn đề thuyết âm mưu là được đưa ra ngày hôm nay. Và đề tài này để cho thấy rằng nước Mỹ vẫn tôn trọng tất cả các quyền cho nó, trong đó kể cả quyền đưa ra những cái thuyết âm mưu nói xạo hoặc là làm cho người ta hoang mang, vẫn được bảo vệ như thường. Và điều này có nghĩa là tòa án muốn cái chuyện mà người dân được quyền phán đoán cái tin tức đó có thật hay không là do họ. Và cái chuyện hậu quả đến từ cái việc tin hay không tin đó là họ lãnh chịu lấy. Còn chính phủ không được phép nhúng tay vào. Một thẩm phán liên bang ở Louisiana, Terry Duffy, hôm nay đưa ra phán quyết ngăn cấm tất cả các nhân viên của chính phủ Biden, kể cả Bộ Tư pháp và cơ quan FBI, không được phép tiếp xúc với các mạng truyền thông xã hội Facebook, YouTube, Twitter. Nghĩa là bất cứ những cái gì đăng tải trên mạng mà qua một mạng truyền thông xã hội đó, không được phép tìm cách ngăn cản những người này đưa lên trên mạng những thông tin, cho dù thông tin đó là sai trái, thưa quý vị. Trong thời gian qua chúng ta thấy đó, YouTube, Facebook đã lấy đi Instagram nữa. Họ đã cắt bỏ rất nhiều những cái mẫu tin hoặc là những cái đoạn video đưa lên trên mạng mà nói rằng chuyện mà coronavirus là không có thực, chích ngừa là chỉ gây hại đến thôi. Đưa ra rất nhiều các thuyết âm mưu. Và trong thời gian đó đó thì chính phủ Hoa Kỳ dưới thời ông Biden là tìm cách, nghĩa là dẹp bỏ những cái thông tin này, và họ tiếp tục phải đưa ra những cái thông tin để kêu gọi người dân hãy đi chích ngừa và đừng tin vào những cái tin tức đó ở trên mạng. Thế nhưng bên phía Đảng Cộng Hòa lại không đồng ý với nỗ lực của ông Biden. Đảng Cộng Hòa thì nói rằng việc mà chính quyền nhúng tay vào truyền thông xã hội, nhúng tay vào hoạt động tự do ngôn luận của người dân là điều sai trái. Và đó là lý do một số các tiểu bang và kể cả các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa chống đối, và các tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận của Đảng Cộng Hòa đệ đơn kiện chống lại ông Biden. Họ nói rằng trong thời gian qua, các nhân viên y tế thuộc Bộ Y tế của Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp và kể cả nhân viên FBI nữa đã tìm cách liên lạc với các mạng truyền thông xã hội này để yêu cầu là chủ nhân của các mạng này phải lấy ra các thông tin mà họ gọi là sai trái. Thế thì ông tòa, và đặc biệt ông tòa Terry Duffy này, lại do ông cựu Tổng thống Trump bổ nhiệm. Ông tòa này nói rằng no no no, làm như thế là không được. Chính quyền Biden đã vi phạm vào tu chính án số 1. Như chúng tôi đã thưa đó, họ nói rằng cái chuyện
mà phán đoán là cái tin tức giả mạo đó có thể sẽ để cho công ty đó. Cho nên họ không có ngăn cản công ty được quyền lược duyệt các thông tin này. Cái chuyện đó để công ty. Nhưng mà anh là nhà nước, chính phủ quyền, anh không có nhúng tay vào. Bởi vì anh nhúng tay vào là anh giống như là một kẻ độc tài. Và họ ông Toàn này, ông dùng cái chữ là Orwellian. Orwellian có thể tạm dịch là kẻ độc tài đó. Một cái sự hành xử của kẻ độc tài. Và điều này để cho thấy rằng là bên phía Tòa Bạch Ốc sáng nay chưa đưa ra lời bình luận. Các nhà phân tích thì họ nói rằng để tìm cách ngăn cản những cái thông tin sai lệch đi ngược lại với những thông tin của cơ quan y tế, của chính quyền, thì bên phía ông Biden có thể sẽ kháng cáo lên tòa, kháng án, rồi cái vụ này có thể lên tòa tối cao pháp viện. Chưa biết được, với đa số là theo bảo thủ hiện nay, rồi vấn đề mà tự do ngôn luận có cho phép chính quyền để giới hạn một phần việc tự do ngôn luận đó đối với những thông tin sai trái hay không. Chúng ta chờ đợi và họ nói rằng cái điều này nó chưa kết thúc với phán quyết. Mặc dầu phán quyết của ông Tòa Liên bang ngày hôm nay có hiệu lực ngay lập tức, có nghĩa là yêu cầu nhân viên FBI và Bộ Tư pháp không được phép liên lạc với các mạng truyền thông xã hội nữa. Và thưa quý vị, cơ quan mật vụ cho biết là họ vẫn đang điều tra một cái vụ, đó là vào hôm chiều Chủ nhật ở ngay tại Tòa Bạch Ốc, khu vực West Wing, họ tìm thấy một cái bịch có chất bột màu trắng ở bên trong, mà sau khi mà kiểm nghiệm đó thì khẳng định đây là cocaine. Thì bây giờ phía mật vụ cho biết là họ cũng không có nói nhiều, nhưng mà chỉ nói là cái bịch màu trắng đó được tìm thấy ở bên trong sảnh khu vực West Wing. Thì cái khu vực này đó là thứ nhất nơi làm việc của các nhân viên của Tòa Bạch Ốc khu vực West Wing, và có một số guest mà có giống như là có được authorization đó, được cho phép đi vào. Thì có thể là mấy ngày trước chuẩn bị có lễ kỷ niệm độc lập thì có thể là nhân viên ở đây họ đem người nhà hay là vân vân vào. Tuy nhiên bây giờ vẫn không biết là cái bịch trắng, cái bịch cocaine đó là do ai làm rớt hay là ai cố tình để đó để chơi khăm thì vẫn chưa biết được. Chỉ biết là ngay khi mà cái bịch màu trắng được tìm thấy đó thì lúc đó không biết là cocaine, cho nên là mật vụ họ phải giống như giải tán hết tất cả mọi người ở khu vực đó và đem cái bịch đó đi kiểm nghiệm thì họ phát hiện là chất cocaine. Thì cũng may là cái tối hôm đó đó, Tổng thống Joe Biden cùng với đệ nhất phu nhân không có ở đó. Hôm thứ Sáu là vợ chồng của ông đã rời khỏi đó đi đến căn cứ quân sự Camp David, và đến sáng thứ Ba thì ông mới trở về Tòa Bạch Ốc. Thì cái chuyện này vẫn đang được điều tra. Mật vụ cho biết là họ đang lấy tất cả các giống như là hình ảnh từ camera để xem là ai là người đã làm rớt cái túi cocaine đó. Nó đựng trong một cái túi nhỏ màu trắng. Một số tờ báo thì nói là cái túi nhỏ này đã được cài lại cẩn thận, thì có vẻ giống như là có người sử dụng chứ không phải là như một trò chơi khăm. Trong khi đó, một cuộc chiến tranh dữ dội đang diễn ra giữa Mark Zuckerberg và Elon Musk. Chúng ta cũng biết là Elon Musk đã bỏ ra hơn 44 tỷ Mỹ Kim để mua lại Twitter. Và trong suốt thời gian qua đó, hoạt động của Twitter hỗn loạn vô cùng. Thế thì một trong những công ty mà muốn chiếm lấy cái sự độc quyền về tweeting của Twitter đó lại là Mark Zuckerberg với công ty mẹ là Meta và Facebook. Meta thì có Facebook, có Instagram rồi. Bây giờ họ đang chuẩn bị vào ngày mai chính thức giới thiệu một sản phẩm mới, công nghệ mới. Tên như thế nào thì chưa biết, nhưng mà dựa trên bản tin chúng tôi ghi nhận đó, họ gọi là Threads. Threads có nghĩa là quý vị đăng một cái bản tin ở trên mạng, an Instagram app. Cái app này là thuộc về Instagram nhưng mà còn gọi về Threads. Thế thì cái tên chính thức thì ngày mai chúng ta sẽ biết. Thế nhưng mà vấn đề chính ở đây, nếu như
cái mạng Twitter này của Facebook, họ không gọi là Twitter, nhưng mà nó hoạt động tương tự như Twitter. Chỉ cần nhắn tin thôi là khắp nơi. Và Facebook nếu mà hoạt động thành công đó, có thể lấy đi rất nhiều thành viên của Twitter để chuyển sang Facebook. Bởi vì bây giờ, mặc dù chúng ta sử dụng Facebook nhiều, hình ảnh mọi thứ, Twitter thì không có hình ảnh gì cả. Nhưng mà họ chỉ nhắn những cái tin nhắn thật nhanh và rất nhiều người đọc được ngay lập tức, nó dễ dàng và nó nhanh hơn nhiều. Thế thì cái chuyện đó đối với Facebook thì quá đơn giản. Việc này có thể chiếm lãnh được cái thị phần của Twitter hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Nhưng mà điều này cũng là một cái vấn đề khó khăn cho Twitter hiện nay vẫn chưa có hoàn chỉnh toàn bộ kể từ ngày mà Elon Musk lấy lại cho đến bây giờ. Chúng tôi tiếp tục mời quý vị theo dõi các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu, lẩu băng truyền on you can eat, 714-591-5311, 591-5311. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Philadelphia đang điều tra một cái vụ nổ súng hàng loạt đã xảy ra vào tối thứ hai, khiến cho 5 người chết và trong đó có 2 đứa nhỏ bị thương. 2 đứa nhỏ này là 2 bé trai, một là 2 tuổi và một mới có 13 tuổi mà thôi. 2 đứa nhỏ bị bắn vào chân, còn 5 người bị thiệt mạng kia tuổi thì từ 15 cho đến 59. Thì hình ảnh như quý vị thấy đó, bây giờ theo sở cảnh sát Philadelphia xảy ra là vào khoảng lúc 8 giờ rưỡi tối hôm thứ hai. Như các nhân chứng kể là một người đàn ông cầm một cái khẩu súng trường đó, cứ đi dọc theo các con đường và bắn mà không có nhắm, nghĩa là đây là một cái vụ xả súng không hiểu lý do vì sao, mà người ta đang đứng ở trên đường chuẩn bị xem pháo bông, rồi người ta đang đi bộ, thì cái tên đàn ông này đã đi ngang và cứ bắn liên tục như vậy. Có những người họ đang lái xe qua cũng bị trúng đạn nữa. Thì cảnh sát cho biết là ngay khi họ nhận được tin báo của những người mà bị bắn đó, thì họ đã đến chỉ trong vòng có vài phút và họ đã rượt theo cái tay súng này qua một vài con phố, thì cuối cùng chắc y bị đi vào cái thế cục cho nên là y đã đầu hàng. Thì cảnh sát cho biết mà khi mà bắt được, khống chế được cái tên này đó, thì họ phát hiện thứ nhất y mặc được áo chống đạn, cầm một cái khẩu súng trường, bên trong còn dắt thêm một cái khẩu súng ngắn nữa, một vài băng đạn, và y còn cầm theo một cái họ gọi là police scanner, giống như cái thiết bị mà nghe được cái tần số của cảnh sát vậy. Và bây giờ đó, sở cảnh sát thì họ không có đưa tên tuổi, nhưng mà tờ báo Philadelphia Wire là một cái tờ báo địa phương, họ đã lấy được tên tuổi cũng như là hình ảnh của tay súng. Đây là Kim Brady Carracker, 40 tuổi, một người gốc Phi Châu thôi quý vị. Và khi mà có được hình ảnh rồi thì tờ báo này họ cũng đi tìm kiếm về nhận dạng cái người này. Thì được biết là Kim Brady đó, mặc dù là đàn ông, không có chuyển giới, nhưng mà giống như từ trước đến giờ đó là lúc nào cũng mặc
đồ của phụ nữ để tóc dài. Và đặc biệt là trên trang Facebook của ông này đó, thì ông thường xuyên đăng tải những cái nội dung là ủng hộ cho Black Lives Matter, cũng như là rất hay mỗi khi mà có những cái vụ mà biểu tình rồi gây ra bạo loạn ở những nơi mà có Black Lives Matter là ông hay đăng những cái hình ảnh mà xe cảnh sát bị đập phá, bị đốt, và ông luôn đăng những cái lời nói mà thù hằn với cảnh sát. Cảnh sát bây giờ cũng cho biết là Kim Brady này không hề quen biết gì với tất cả nạn nhân cả, chỉ là đi ra đường thấy người ta rồi bắn, mà bây giờ nguyên nhân vì sao thì vẫn chưa biết được. Chỉ được biết là các báo chí địa phương họ tìm hiểu thì vào năm 2003 đó, ông này từng bị truy tố cái tội là sở hữu vũ khí bất hợp pháp, đem vũ khí bất hợp pháp ra đường và sử dụng drug. Nhưng mà đến cuối cùng đó, ông ta chỉ nhận tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp, và những cái tội kia thì được công tố viên drop, và ông chỉ có nhận 3 năm probation mà thôi. Và được biết là báo chí địa phương họ tìm được một người phụ nữ vốn là bạn, cũng như là người từng ở thuê phòng ở trong nhà ông này cách đây một vài năm. Bây giờ người phụ nữ này không còn thuê cái phòng ở trong nhà ông nữa. Thì bà nói là ông này đó, cái tính khí của ông bình thường thì cũng rất là người dễ chịu, nhưng mà mỗi khi có cái chuyện gì xảy ra đó thì ông hay có giống như là hơi aggressive, và lúc nào cũng tỏ cái quan điểm là thù ghét với cảnh sát. Và bà này nói là một vài năm gần đây thì có vẻ như ông này đó, ông bị bất mãn về cái chuyện kinh tế, công ăn việc làm không có được thuận lợi, cho nên là ổng bị trầm cảm và ổng vẫn tiếp tục xài drug. Được biết người phụ nữ này nói ông này ổng từng mở một cái công ty liên quan đến viết software, nhưng mà không biết là ông này ổng có bằng cấp hay không, nhưng mà cuối cùng ổng phải đóng cửa cái công ty. Và bây giờ đó, người phụ nữ này bà nói là trong nhiều năm nay không biết ông này ổng làm nghề gì để sống. Trong khi đó, thưa quý vị, tình hình của cuộc tổng phản công Ukraine cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả các giới chức tình báo và quân sự của Hoa Kỳ và Anh Quốc và Ukraine cũng tuyên bố họ cũng biết được không có đơn giản là tổng phản công là chiến thắng, tương tự như đợt mà phòng vệ của lực lượng Ukraine trước đây đã giúp ngăn cản lực lượng quân sự của Nga tìm cách đi xa hơn. Cho nên trong suốt cả năm trời chiến đấu đó, quân Nga không có tiến xa hơn được. Họ lấy được 4 vùng chiến thuật từ vùng phía đông bắc của Ukraine xuống tới đông nam của Ukraine. Ngược lại, cái đợt tổng phản công bắt đầu từ tháng 6 trở đi, khi thời tiết ấm áp hơn đó, mãi cho đến giờ phút này sang tháng 7 rồi mà thực sự đó, quân của Ukraine không đi xa hơn được. Và đây là trên bản đồ của Google Maps. Hôm nay đó, các phân tích gia họ giải thích và đã nhận được sự đồng ý của phía Ukraine và Hoa Kỳ đó, là họ nói đúng, chúng tôi xin khẳng định đó, là nỗ lực của chúng tôi đó, lấy từng tấc đất đó, nó vô cùng khó khăn. Bây giờ đó, thì các tướng lãnh của Ukraine nói mỗi một ngày á, chúng tôi tiến xa hơn được 100 thước, may lắm thì 500 thước, may lắm là 1 cây số. Cho nên đó là cái chiến dịch tổng phản công, tại sao nó diễn biến chậm chạp như vậy. Và dựa trên bản đồ chúng tôi mới thấy đó, là để cái vùng phía đông của Ukraine và phía nam của Ukraine đó, quý vị nhìn thấy đó, đồng bằng không à. Ở Ukraine không có đồi núi. Và đó là lý do điểm đáng chú ý là tại sao Ukraine trở thành một quốc gia nông nghiệp sản xuất ngũ cốc hàng đầu trên thế giới là như vậy. Họ không có đồi núi, cho nên đồng bằng và nước sông ngòi rất là nhiều. Ngược lại đó, họ nói rằng do cái việc mà quân Nga biết trước có cái đợt tổng phản công này, họ đã chuẩn bị rất là chu đáo. Ngày hôm nay có 2 vấn đề mà quân Ukraine đang gặp phải. Thứ nhất đó là mìn. Họ nói rằng đi tới đâu là mìn tới đó. Mìn khủng khiếp luôn. Và quân Nga khi mà rút ra đó để dồn về bảo vệ 4 vùng chiến thuật họ chiếm đóng đó, là họ đào các hầm hố và họ nhét đầy mìn bên dưới. Cho nên lực lượng bộ binh của Ukraine đi tới đâu
là họ phải giải quyết mìn tới đó. Thì quý vị tưởng tượng xem, giải quyết cái mìn này nó làm chùn chân cái cuộc phản công. Thứ hai đó, biết trước được có cái đợt tổng phản công thì quân Nga làm gì? Đào các hầm và các lô cốt. Những cái con hầm này đó khiến cho quân Nga núp ở bên dưới và bắn trả rất là hữu hiệu. Vì thế, quân Ukraine giờ đây yêu cầu chính quyền Biden và quốc tế, tức là NATO đó, hỗ trợ những cái loại bom giải, thưa quý vị. Bom giải khi mà giải xuống một cái là nguyên cả cái khu vực bao gồm các hầm lô cốt của quân Nga là tiêu hết. Thứ hai là bom giải khi mà giải xuống đó cũng làm hủy hoại những cái mìn mà quân Nga đã đặt xuống. Cho nên bây giờ thì phía Biden đang cứu xét và có thể họ sẽ cung cấp cho Ukraine các loại bom tấn giải này để mà giải khắp nơi, mỗi lần họ mỗi nơi họ muốn, họ biết trước được phía trước có quân Nga đang đào những cái hầm hố đó, họ giải xuống, họ tiêu diệt hết. Thì cái việc tổng phản công đó sẽ tuấn quân tốt hơn nếu có các loại bom này. Chiều nay trong phần tin nổi bật, chúng tôi tiếp tục đề cập đến phía chiến tranh giữa Nga và Ukraine với Đinh Quang Thái cùng với các bản tin khác. Giờ đây mời quý vị vào trong trang nhà luyệnsaigontv.com và nếu vào YouTube nhớ nhấn nút like, subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.